Cựu phi công hoàng gia, Graham Lorry kể bà Camilla từng đi máy bay riêng để bí mật gặp thái tử Charles khi ông vẫn còn là chồng của công nương Diana và đang có chuyến công du nước ngoài. Những cuộc hẹn hò lãng mạn giữa thái tử Charles nay là vua Charles III và bà Camilla Parker Bowles nay là vương hậu Camilla được tiết lộ bởi cựu phi công riêng của Charles là Graham Lorry trong bộ phim tài liệu Making Charles. Họ đã gặp nhau ở nước ngoài nhưng báo chí không chú ý đến, Lorry nói. Lorry là một trong số các phi công của đơn vị không quân hoàng gia RAF Northolt. Ông đã thực hiện hơn 2.000 chuyến bay chở các thành viên hoàng gia từ năm 1981 đến năm 2000. Hầu hết các chuyến bay của Lorry đều đi cùng thái tử Charles. Lorry cũng là phi công đưa thi hài của công nương Diana trở về Anh sau khi bà qua đời trong tai nạn ô tô tại Pháp năm 1997. Đối với Camilla, tôi chưa bao giờ đưa bà ấy đi cùng máy bay nhưng chúng tôi đã thấy bà ấy tham gia vào một số chuyến đi nhất định khi chúng tôi ra nước ngoài. Sẽ có một chiếc máy bay dân sự được thuê riêng và đậu trên đường băng trước khi chúng tôi đến và nó vẫn ở đó khi chúng tôi rời đi. Sau đó tôi phát hiện ra rằng Camilla thực sự đã bay đến và đi trên chiếc máy bay đó, Graham Lorry nói. Making Charles phát sóng trên Amazon vào ngày 6 tháng 5 cùng ngày đăng quang của vua Charles III. Nguồn tin từ đài truyền hình Mỹ Paramount cho biết ông Lorry không biết ai đã trả tiền cho các chuyến bay của Camilla. Nhưng ít nhất một chuyến bay bí mật được thực hiện vào năm 1994 khi Camilla vẫn còn kết hôn với sĩ quan Andrew Parker Bowles và Charles vẫn chưa ly hôn Diana. Bộ phim tài liệu này cũng ghi lại lời kể của cựu sĩ quan bảo vệ Alan Peter khi còn phục vụ công nương Diana. Peter kể từng khiến công nương Diana tức giận khi ông cố gắng ngăn chặn mối quan hệ tình cảm của bà với vệ sĩ Barry Manerky. Tôi đang ở trong văn phòng của mình tại cung điện Kensington và bà ấy ở trước cửa, ném giày vào sau đầu tôi, bực bội và đổ lỗi cho tôi, Peter nói. Vào thời điểm đó, Peter làm việc cho Diana còn Manerky được giao nhiệm vụ bảo vệ hai con Diana là William và Harry. Khi đó hoàng tử Harry chỉ mới một tuổi. Tôi bắt đầu nhận thấy hành vi của bà ấy ngày càng kỳ lạ hơn khi có mặt Manerky. Tôi có thể chắc chắn rằng họ đang ngoại tình, Peter nói. Peter nói rằng công nương Diana đã nổi cơn thịnh nộ sau khi Manerky người đã chết trong một vụ tai nạn xe máy năm 1987 được chuyển sang nhiệm vụ khác. Cô ấy quẫn trí. Tôi có thể nói một cách dứt khoát rằng người đầu tiên đi lạc trong cuộc hôn nhân của họ là công nương, Peter nói. Chuyện tình của Camilla, Charles và Diana gây nhiều tranh cãi trong suốt nhiều thập kỷ qua. Camilla và Charles gặp nhau năm 1970 thông qua người bạn chung Lucia Santa Cruz và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Nhưng sau đó Camilla lại kết hôn với sĩ quan quân đội Andrew Parker Bowles vào năm 1973, còn Charles kết hôn với Diana Spencer năm 1981. Trong cuốn tiểu sử A Greater Love, tác giả Christopher Wilson cho biết mối tình lãng mạn của Charles và Camilla vẫn tiếp tục ngay cả khi họ đã lập gia đình riêng. Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 1995, công nương Diana thừa nhận có ba người trong cuộc hôn nhân của tôi. Charles và Diana ly hôn năm 1996, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm. Một năm sau, Diana qua đời trong tai nạn ô tô thảm khốc tại Pháp. Trong khi đó Camilla và Andrew chia tay năm 1995. Tháng 4 năm 2005, Camilla kết hôn với Charles ở tuổi 57. Hồi tháng trước, cặp vợ chồng đứng đầu Hoàng gia Anh vừa kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.